mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của hai vợ chồng mình. Thì ngày hôm nay vợ chồng mình đi ăn mọi người ơi. Tiếp tục đi ăn. Đi ăn một cái quán lẩu, nó gọi là lẩu Mông Cổ. Nó nằm ở dưới thành phố Arvai. Từ nhà mình lái xe xuống chỗ này là khoảng chừng 20 phút. Đó, thì bây giờ mời mọi người hãy theo chân vợ chồng mình đi ăn lẩu nha. Rồi, ok, let's go. Mọi người ơi, đường Cali về đêm, vợ chồng mình đang lái xe trên freeway. Cái này là trên freeway 5 nha mọi người. Đó, để đi xuống khu vực Arvai, thành phố Arvai ăn lẩu. Ngày hôm nay vợ chồng mình sẽ đi ăn lẩu nha mọi người. Đây nè mọi người ơi, vợ chồng mình đã đến nơi rồi. Một cái khu trung tâm của thành phố Arvai này. Khu này đồ ăn rất là nhiều. Đây nè mọi người ơi, vợ chồng mình đã đến phía trước của cái nhà hàng lẩu rồi nè mọi người. Gọi là Leadership. Lẩu này nó gọi là lẩu Mông Cổ nha mọi người. Mọi người đang get like hôm nay rất là đông. Không biết là bao lâu mới được vô đây. Ông xã mình đang đi vô để order bàn. Đây là mọi người ơi, bên trong nhà hàng mọi người chờ rất là lâu. Đây là mọi người, các loại shop để mình ăn với lại cái lẩu này thì ở đây là mình chọn cái nước tương nha mọi người. Mình cho một tí xíu ớt, ớt và giấm. Cho đây là tỏi nè, với lại sa tế. Có hành với lại ngò. Ở đây họ có rất nhiều loại sốt nhưng mà mình thì đã thích ăn cái sốt này. Sốt truyền thống. Sốt truyền thống là nước tương. Rất là ngon nên mình chọn cái nước sốt thì thôi. Đĩa bò này á, là mình order cái bò là Supreme Angus Beef. Cái loại bò mình hay gặp trước tôi thích. Mình rất thật, mình thật là cái quán này nhiều hơn. Nhưng mà mình thích cái thịt bò này đó. Angus Beef. Hôm nay thì chỉ còn cái loại thịt bò này thôi. Cái thịt bò này nó bán là như là 4 đồng. Dạ, cũng mang em coi là 4 đồng. Và đây là cái nồi nước lẩu. Bên cây, bên không cây. Bên cây và bên không cây. Thì trong cái nồi nước lẩu này đó thì họ có rất là nhiều các loại gia vị. Nó có ớt khô này, có tỏi nè. Nhưng mà thuốc bắt nó hầm theo kiểu của người Hoa đó. Còn bên đây là một cái loại sốt không cay. Okay. Thì mình chọn, thường là mình vô đây mình chọn bên cay và bên không cay. Họ sẽ đem ra cho mình cái nồi nước lẩu như vậy. Rồi đồ ăn của mình đó, họ đã đem ra đây cho mình. Có thịt bò này, và mình có mực, và có sò điên. Thank you.
Gia đình chị Lê Hoàng Diệp Thảo mọi người, chủ cà phê Trung Nguyên, thì mình thấy chị đi cùng với mẹ chị và bốn người con. Chị cũng ăn ở trong một cái nhà hàng này. Nhìn ở bên ngoài thì chị đẹp và xinh hơn với lại so với những cái phim tòa mà hôm bữa sự hai vợ chồng đi diễn đó mọi người. Ở ngoài chị rất là đẹp và xinh hơn rất là nhiều. Con đã chín. Thank you.
bò. Stream bò. Cái phần này nó ngọt, cái phần này dai, phải nó còn ngọt nữa. Còn miếng nữa nè. Cái mắt mình ăn cho mọi Hẹn gặp mọi người trong những video kế tiếp. Bye bye.